Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh điện thoại của Hằng Tô ha. Hôm nay là ngày 4 tháng 9. Rồi em xin giới thiệu với anh chị một số dòng điện thoại rẻ tiền bên em, tầm 400 cho tới 1 triệu rưỡi trở lại ha. Rồi em cũng, cô chú anh chị nào ưng cái nào thì chốt điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại 0939 301439 ha. Số điện thoại Zalo của em cũng là số đó luôn nha. Rồi đầu la em xin giới thiệu với anh chị là con Samsung S6 nha. Cầm trước. Vì lăn quăng và phòng mũi đốt, để bảo vệ sức khỏe gia đình, bản thân và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần phải dành ra 10 phút việc lăn quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau: một, kiểm tra, phát hiện và việc lăn quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt và các dụng cụ chứa nước, để mắc sức khỏe và các dụng cụ chứa nước thả khóa để khi việc lăn quăng; hai, thường xuyên phun nước ở các lọ hoa, thả lưới hoặc hóa chất việc lăn quăng và chống nước gây tình trạng phiên bản Android 7.0 nha, dung lượng pin 2550, rồi máy đẹp trên 95%. Con này em bán giá 1.350.000 nha. Nè sườn của nó nè, cảm ứng không đầy xước gì luôn, lưng nè. Rồi tiếp theo em còn một con iPhone duy nhất nha. Màu xám, xám nhớt. Em có tặng ốp lưng trong. Cái cảm ứng nè. Rồi ai chốt thì chốt giùm em ha, đều gửi luôn, có tặng ấp lưng. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu với con ấp bộ chụp hình. Tiếp cảm ứng. Con này RAM 3, bộ nhớ 32. Rồi con này em bán gam 3 bộ nhớ 32, con này bán giá 1.000.000 luôn nha. Này Apple F1S. Ý Apple F1 đúc nha, mình bán Android 5.1, RAM 3, mình nhớ 16. Rồi em bán giá 1 triệu luôn nha, bán rẻ cho khách xài nha. Đây em có con Apple F1 ít. Rất cảm ứng luôn nè. Để bảo vệ sức khỏe gia đình, bản thân và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần phải dành ra 10 phút việc lăn quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau: một, kiểm tra, phát hiện về việc lăn quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt và các thường xuyên thay rửa, đậy nắp kín kẽ và các dụng cụ chứa nước thả khóa để khi việc lăn quăng; màn rin vỏ rin nha, nói chung là máy xấu em để em bán luôn nha. Rồi máy này thông thường mới em bán 1.300.000, cái này vỏ nó hơi cũ rồi, em bán cho khách 1.200.000 luôn nha, ram 4. Để em zoom coi ram kìa. Không cho mũi đẻ, chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh
142. Rồi. Con này em bán 1.250.000 luôn. Bán rẻ cho khách xài nha. Màn đẹp luôn này. RAM 4, bộ nhớ 64, Apple A7. RAM 4, bộ nhớ 64 luôn nha, Apple A7 nha. Em test cảm ứng nè. Chụp hình nè. Cầm trước. Để bảo vệ sức khỏe gia đình, bản thân và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành ra 10 phút việc lăn quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau: 1. Kiểm tra, phát hiện và điều trị. Android 8.1. RAM 464.